Quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2020, Nguyên Audio trên âm thanh hàng bãi tuyển chọn địa chỉ tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xin hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa đến từ đất nước Nhật Bản rất nổi tiếng của hãng Yamaha, đời rất là cao. Đó là cặp loa Yamaha mang model NS890 thưa quý vị, cặp loa với một cấu hình rất là đẹp và sang trọng. Cặp loa này thì nó sử dụng 3 đường tiếng nhưng mà sử dụng 4 chiếc loa trên một thân thùng quý vị nhé. Đôi loa này thì nó sử dụng một chiếc loa bass 30 cm màng giấy gân mút, sử dụng hai loa chung, trong đó có một chiếc loa chung giấy và một chiếc loa chung đôm. Với một cặp loa mà có tới 4 chiếc loa chung như thế này thì tiếng chung của nó rất là rõ, sáng và rất là dễ nghe quý vị nhé. Và nó sử dụng một chiếc loa chép đôm kết hợp hai vi tinh chỉnh để cho chúng ta chỉnh tiếng chung và tiếng chép tùy thuộc sở thích nghe của quý vị và các bạn. Tất cả loa chung, loa bass, loa chép thì quý vị nhìn thấy đây, nó đều làm bằng xương đúc bằng nhôm quý vị nhé, bằng màu trắng bạc. Đôi loa này thì nó rất là nặng, nặng trên 30 kg trên một thân thùng, phải hai người chúng ta mới khênh được một chiếc, còn là một người thì không nên là khuyến khích chúng ta bê một chiếc loa bởi vì một chiếc loa nó rất là nặng. Đôi loa này thì nó có trở kháng là 8 ôm, công suất là 80W trên một thân thùng. Mặc dù công suất của nó chỉ có 80W thôi, nhưng mà nó đủ để đánh rung nhà chúng ta lên đấy ạ. Không cứ là phải oát lớn thì là mới đánh to mày là và đánh hay đâu ạ. Bởi vì người Nhật người ta oát của nó là oát thật quý vị nhé. Đôi loa này thì quý vị có thể kết được hợp được hai trong một, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Và chúng ta hát karaoke gia đình nhà chúng ta cũng với mức là bình thường chứ không khuyến khích chúng ta hát thỏa thích như những cái dòng karaoke chuyên nghiệp được quý vị nhé, mà chúng ta chỉ hát với mức độ là bình thường thôi ạ. Và chúng ta kết hợp với những chiếc âm ly nội địa của Nhật Bản và thêm một chiếc vang cơ lên thì nó hát thì nó có thể đảm bảo hơn là quý vị kết hợp với những chiếc vang và đẩy quý vị nhé. Đôi loa này thì mặt trước của nó là màu đen nhưng mà tất cả thùng của nó là thùng gỗ lạng màu vàng vân gỗ, mang lại cái vẻ đẹp và cho đôi loa rất là sang trọng đây ạ. Nguyên Audio vừa về xong thì chưa kịp lau chùi vệ sinh đâu, nhưng mà đôi loa còn rất là mới và rất là đẹp. Bao zin cho quý vị và các bạn chúng ta nguyên bản 100%. Loa zin bên Nhật về quý vị nhá, hàng tuyển chọn rất là đẹp. Hôm nay thì Nguyên Audio kết hợp với chiếc âm ly Samsung 607i. Hôm nay thì Nguyên Audio về được hai chiếc kết hợp với những cái dòng loa này thì tiếng rất là hay. Âm ly 607i thì nó đánh 8 sò than, nó đánh được hai cặp loa AB và AB cộng, có công suất là 250W. Quý vị có thể kết hợp thêm một chiếc vang cơ lên để cho chúng ta hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là hay quý vị nhé. Và trước khi vào test nhạc thì Nguyên Audio cũng báo giá luôn cho quý vị và các bạn. Đôi loa này thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 15 triệu đồng, không bao cước phí vận chuyển, tặng quý vị và các bạn chúng ta 6 mét dây loa của Đức. Mọi nhu cầu, quý vị và các bạn chúng ta liên hệ cho Nguyên Audio số điện thoại là 0988 036 068 hoặc là số 0358 237 899. Quý vị có thể kết nối Zalo cho quý vị cho Nguyên Audio theo số máy này. Giới thiệu thì Nguyên Audio cũng quên không giới thiệu cái kích thước của đôi loa này là nó có chiều cao là 75 cm, chiều rộng 38 và chiều sâu là 32. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau tẩm âm chất âm của đôi loa này, tiếng rất là bass xuống rất sâu và rất mềm quý vị nhé. Nguyên Audio sẽ test nhạc trữ tình để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thẩm âm chất âm sâu mềm của đôi loa này.